Hi guys, how are you today? Welcome back. Ngày nay ha, những khi nhóm xung nom ở nơi mùng hôm bài khmer, chứ mùng hôm đã bong bỏ bao giờ á, cho chị bị xa. Miền nơi chị chỉ ngắn, chị bị xa ná, chứ mùng hôm đã chậm nay lôi tích cha. Con ta từ tua ban nè, thà bây giờ đo lọ bằng pot sầm rập sọc kiếp, nâng chui nè xa riêng bị xe nốt, cứ chui sầm rập kilo thì phong bong bỏ một mùng hôm bị xa được bao nhiêu khi nhóm ngày nay ha, cứ sầm lọ tay ăn chỉ muốn chia á. Present một bong bỏ tôi xin video chỉ muốn những khi nhóm đón chóp. Nặng ban đang tham một hộp mua ní miền nơi ạt thạp bình giáo đang bị chi phương nghi nghi hay đưa loại hàng tuyệt phong cha. Xong bong phong ôn, chú ý subscribe channel để cho được đăng anh những trong phong nhé. Bong phong nặng ban tuột sàn nặng một hộp mấy ngày là ngày được anh những nhóm chỉ định rót ngày nè. Cha, sao được anh những nhóm cúp sai kilo một bơ được cúp sai trang chậm đấy ha. Bong phong cúp sủng bột rồi sai sờ sờ hai cúp sai được phong. Ai sao thế mà sao mấy những nhóm tinh tây cha được phơi sầm lò nam giá nhang cùng với đồng chọc á. Cha những nhóm cắt tây bị cống ăn tục cha. Ai sao cả sách tây bị cong này ai được phương ngày này hết nực phương trong sầm lọ bên mà đón á bông ổn cha anh chân là lớn đi theo mà rộp mình lái sầm lọ sầm lọ bên mà đón á bông ổn cha mình lái sờ sờ mình tên cha là chay tay mà đón á bông ổn chìm xe cứ đồng lại thu lại á cha từ nên khi ông ban sất đồng bánh bánh á ban sất cha ban tờ lá trả lời ní mơ khơi mình lại bị to là bao dương á từ mình sẽ lập qua cha chỉ nhanh tay mà đón á bông ổn cha mình miên trong ca tê tại tình xa là chay nhanh cha mình tạo mong miên ti bông ổn cha tí thay mình tịch máu cho mũi nâng sắc ba rồi bỏ dương á cha phần tạ con khơi miếng tươi là nuông sóc rồi cột rồi lập bớt bông ôn ô phần tạ là khơi khai là nuông hả cha mình chấn là nuông chứ đúng ý ai còn đặt mình thay mà máu cứ mình là quay khá tiệt tớ bông ôn ai chưa rõ nên khi nhau bánh á cha tịch mình lại hát rồi lệ mặc hình sao tại mà đó bông ôn ô tùm nuông hả cha miền thông miền tui cha cứ mình ai tùm nuông cứ đúng xong mua đi ban tê vì xét mình tên sẵn rập đặt cho mũi nâng sầm lọ rồi bỏ dương ngay đi hả bông ôn cha chẳng hay cứ ở niên khi nhom nắng cứ ở đặt lụa nắng búa pi cầm phong lết tay mà đón á bông phong chả cứ giờ tội nữa chả cứ tụi men vận tải bông phong ai tầm nón mà chả sầm rạp một hộp niên khi nhom ngày ní á chừng này ở trên những cái cứ sao tay mà đón ấy lời ní cứ đừng sao bông niên khi nhom miên hai ấy chả cứ miên nữa sầm lập ba chả chỉ nhìn tay mà đón á bông phong chả mình tập sầm lập ba máu cứ miên vậy chả cứ miên tiền bánh mày ní á bông phong là xây tay mà đón á chả chá bắn tọt một tiếng cứ ngẩn ngơ chuông á bông ôn chà mình miền nơi tận lá chá bắn tọt máu miền nơi lập bớ lại bò lướng chá tọt pi lập bớ bò nhìn nhom hai cứ sệt bông ôn chà chá sau khi chịu mình lại sờ sờ hết nên khi nhom bắn bay một bịch xá bông ôn chà miền tây ăn chứ ăn chừng ngẩn pi cắn á bông ôn chá chừng môi nâng sờ pi cùng phong đi ai chừng môi nâng sập cây rồi bò dướng chá chừng môi nâng cướng miền nơi tôm mía chát chê nâng một tế tôm xó tôm cỏ hóm chú môi nâng cỏ hóm một sạp bị bái chát chú môi nâng tập trấy môi sạp bị bái chát ông bớ môi sạp bia cà phê bóng ôn ông bớ nó còn là sạp bị bái á là những khi mà bạn pra bị chế nâng score thế nào bóng ôn cha à là ní cứ đông xong là bóng những khi nhóm rồi ro hài chứ chạp đáo tôi thôi chú môi những khi nhóm tặng ọc đi ná bóng ôn vì thì nghe nghe lươn rồi hạt tay mà đó chá nên khi nhóm chạp đáo việc chọn cướng sầm rạp slo sân á bóng ôn cha tôi chặt vô sạch cháo trên sân bông phong cha cháo này tôi mê nó bằng tay sạch lòng nan tay mà đón á rồi một hôm mới nhé cứ dương slo lươn á cha rút mình lại được bao dương cứ mình trời cà rồng ngúa cha thôi sầm rạp sạch trấy có dương ăn cho ân đài dân hai dương trời tiêm cương ở rụi rò cha dân có thể đắm tật phút cứ dương slo vô tay mà đón á bông phong cha sầm rạp con trai được bao nhiêu khi nhóm á có bằng một hôm bị xe được kia cha cứ sạch cháo như ai cứ chừng ngày mình tên chá nó không nông video xâm lọ rồi bọn những khi nhóm kèm môn á miền bông bông này có bạn comment xua tha xâm lọ ai đã sẽ lọc bạc bàn được ở đó chá bạn bông chá chỉ bị xe nát sẽ lọc bạc miền xa thiệt bệnh tà cà rột tín xâm bạc chui cà pia cà cà chừng ngư mà hà rí chá các bạn thôi chết sko khoảng chiếm nâng miền cà sốm chui bờ chá ấn nâng mấy nhá miền chịt đáy nâng vitamin C bạn thôi cà rạ tăng phu nâng chọc phu chịt đá mà bông bốn bà hà miền nâng vitamin chùm rô chỉ chán đôi chìa vitamin B on, B đơ, B troa, vitamin C, chịt đáy, cà chôm, potassium, nâng protein á. Đây là ô, mình tên nó bông ôm, xâm rạp sọc kịp rồi bỏ dương á. Chá, xâm rạp tiên với nhá, cứ nhìn khi nhóm sọ cô là rừng rừng nâng chay nhá bông ôm chá. Tiên á, xâm bộ tạo đó protein, chứ phục hộp á ha, đông miên nằm lấy xâm rạp dương á. Dịp nhẹ nghiệp ra trang ốc sạch cắm, vừa ở xa lăng nó còn lập hiệp cho ấn. Lập tiên, mình tụng xa thiện rai chỉ trang rộp hết, rồi mình đem cầm vừa ở Brazil người ca đồng địa hả chúng cô ca bò được phục tía miệng thắp do chỉ ra đo cọc đẹp của biến nó bông ổn đây xa miên nơi chiếc sở sạch của vừa ca đồng địa hạ bàn là ó nâng chuối xung đó ca sổ biêu xa thiện ra bàn nhàng là ó thì phong á bông ổn
ចាបងប្អូនដឹងទេថាផ្សិតផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពយើងមានអ្វីខ្លះបងប្អូនចាផ្សិតមានទុកនៅកូឡេស្តេរ៉ុលទាបល្អសម្រាប់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមជួយទប់ស្កាត់ការលូតលាស់នៃកោសិកាមហារីកចាជួយការពារពីជំងឺផ្សេងៗចាផ្សិតល្អសម្រាប់របបអាហារប្រចាំថ្ងៃជាអាហារដ៏ល្អនៅក្នុងកំឡុងពេលលូតលាស់បងប្អូនជួយពង្រឹងឆ្អឹងឲ្យរឹងមាំបង្ការភាពឆ្លាតឆ្លងល្អសម្រាប់សុខភាពបេះដូងចានិងជួយកាត់បន្ថយនៅរ
nè có comment xưa nên khi em nơi video muốn chá ta ai đặt xong là nôn tra rồi mà lại bà em đang xùm lọ ba nó chá ban bong cha xùm ra xùm lọ nó phải hái nhưng ai prao mà lại bị kia ban ao thì dừng chọn nhám cho chết hay dừng rộp bán á chá nhóm xong ở con xùm rạp cả comment ca subscribe rồi bong pro nó bong pro rồi bao giờ nữa là ban chưa subscribe channel rồi ban nhìn nhau mắt chá chá là nôn chùa tệ bao giờ mình sập hiệp lõ mình là vitamin A mình là beta carotin luôn chùm này đó ca thua ai bật xa lao xùm rạp này xong bây giờ dừng cho quay chùm ná bong pro chơi ca pia ca chọc sai được này nên chùm rụp này thêm xên tiết á chá xong rạp tật lại đi với nhé cứ chui cực rôn chùm ngư tự nôn bà em nó có đọt thập dạp xem xem tiết đo sập thiệp các sắc sao bằng hàng tha tật lại anh chơi cao văn thôi chơi score khoảng chiếm chúng cua này là mình chùm ngư tự nôn bà em thì phí á chá lớp bình đi tiết bị đo nó chỉ tật sai để mình bởi giáo mình có beta carotin bổ tài chốt nó vitamin C chá các tổ tư tiên kia bởi trăm á anh chơi cực rôn chùm ngư tự nôn bà em bán á bông bà ôn anh chơi cao văn thôi hà ni phê nên chùm ngư mà hà ri chá chỉ tràn bập hề tiết phong bông bà ôn chá bắt đầu mấy tiết cứ bàn lại là bơ chá bàn lại này cứ miệt thập dạy miền tên thầm rạp sắp cục tiếp rồi bao dương á thì chui đo sắp cục tiếp của viên rồi bao dương á bông bông rồi lọ chá ai các bạn thôi hai nếp hay nên ca bị vô tới chia chùm ngư mà hai rị mua chùm nuốn á chá ai chui phiếp xăm để sắp phiệt bao dương rồi lọ chá ai chui cục rôn từng ngôn chui đọc nghe chá chui sắp phiệt chiêm rồi bao dương nữa á à, bàn lọ miền tên á bông bông chá nó không biết ổ xùm lọ xùm lọ đi khi nhóm bông 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 ตาสำลอประหารนึกสำลอสำลอเขาคนนี้ตรังมาจ้าก็เขาคนนี้ตรังนี่ไอ้เนี่ยบ้องจ้าสำลอประหารคือยังบกเครื่องจ้าจมูกนึกสักเกรย์แต่สำหรับสำลอสำลอคือยังอัดบกเตยยังยอดสักเกรย์นี่คือยังมันยีมันเตยจ้าบ้องโอนจ้าไปหายังชอแบบนี้ฮะบ้องโจสำลอแต่มาดองสำหรับสำลอสำลอคือยังขยมปลาเชี่ยนึกดอกเมียจมูกต้มซอกต้มกระห้องจ้าบ้องโอนสำหรับผมเด็กบ้องโอนจังปลากับบ้านเอากับบ้านตามจมหลังจมโนชัดได้จ้า แล้วนี่นิ้งขยมบกเกลือนึกไอโจขี้เรียงหมอบันเตจ้าบ้องโอมันไทยมันเตจบกจมูกหรือแต่ช่างเงี้ยจ้าบันเตจได้ซาแต่กรงโครซานิ้งขยมใส่เจฮาร์ดเลยชนะฮาร์ดจำตุกบันเตจที่บ้องนึกไปแต่ยังรูดอาการคุยเงี้ยบ้องโอมจ้าบันไล่มันเครื่องซ้อมคือนิ้งขยมบันเตรียมรุ่ยรออาฮาร์ดบ้องโอมจ้าแต่เลยนี้นิ้งขยมอ่ะจะประนำดั้งตักสำล้อให้นะจ้าดั้งตักสำล้อบันดาวนิ้งขยมยกเตรียงบอกเบสไซบันดาวบ้องโอมสำล้อสำล้อนี้ยังงี้ฟูทเพื่อเหมือ
khu khu ba là bao dương á bàn lẹ cho chỉ nhận nhôm đọc cái dương cho mấy đứa chủng ná mong ôn khả năng này ca cho chôn ít mà ở đây nữa người dương bật chôm lên chủng ngư vùng quê vùng quán á cả miền láng ấy chà ca sắp sai chỉ trang bằng ở hàng tháng này đã bật phong sạch tây trán miền tra thôi cho sao này khu khu ba là bao dương nữa mong ôn dương ảnh cả mặt thôi ba ná ca sắp sai cả ba bằng hai đại tháng này đã bật phong tây chỉ lo sập đá miền nơi chỉ đi ca sông khan là bao khu khu ba chà đã cứ phong ở râm nâng ca chôn trăm là bao dương á anh nơi ban là ó mong ôn จ้าឥឡូវនេះទឹកសម្លរបស់នាងខ្ញុំក៏ពុះល្មមអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជ្រុងប្រហុកសិនណាបងប្អូនក្លិនសម្លរចាប់ផ្ដើមឈ្ងុយឈ្ងុយពេញផ្ទះហើយចាគឺចាប់ផ្ដើមពីក្លិនប្រហុកនេះនៅមុខគេតែម្ដងណាបងប្អូនទោះបីជាប្រហុកមានក្លិនបន្តិចប៉ុន្តែផ្ដល់ថាប់យ៉ាងច្រើនដល់សុខភាពរបស់យើងដូចជាប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មមានសារធាតុអតិសកម្មមកប្រានប្រឆាំងនឹងផ្សិតប្រឆាំងនឹងកាឡូរីប្រឆាំងនឹងជំង
để dân bán cho rồi hai nha cha chỉ muốn nâng bẩn lại là phớ cha nhưng khi ông bán là phớ cho muốn rồi ấy chỉ bẩn lại để rừng hấp bông ổn nằm bây ai ăn muốn kì chỉ muốn nâng sạch tây để dân bán bán nâng nằm bây thì lo bao dân miếng lăn chui bị cương cha lăn chui em bị sạch tây ăn nâng hấp bông ổn tức thầm lo phụ mình tịch sẵn nhưng khi ông bán bớt mua sạp bia cà phê cha ông bớt nó còn là sạp bia bái chỉ muốn nâng tập tây còn là sạp bia bái sẵn hấp bông ổn cha đọc vậy cũng ơi tập sản lo những fry pe chẳng những băng là tập bài sân cha mình ôm sẽ có comment lên video sản lo sản lo bằng những khi muốn xua thả bom mình fry score từ nữa cha sản phẩm những khi cứ mình fry bị chế cha sản phẩm score các bạn coi chỉ muốn tệ một phần bằng cà phá hay sản lo đi đái cứ những khi mình fry score thế cha cứ giúp chị bà em bị mình lại cha hai cá sò còn những cũng ơi fry pe đây lo sản lo này như nhắm sản phẩm à ha sọc thì bắp bông ôn cha một sân nhà sản lo miếng trái đã chụp mũi nâng lập bờ bán đó cha ở lần này những khi nhắm mình tham chụp mũi nâng sét chụp mũi nâng trở lá chụp mũi nâng thiên rồi bọc tí để rừng rừng á bông ôn cha nó bây giờ dương bông mình lại cho háo chắc sản lo rồi bông dương phu á cầm miếng nâng bột bông so so nè bông ôn
អញ្ចឹងយើងដួសនឹងពពុះនឹងចេញដើម្បីឲ្យទឹកសម្លរបស់យើងនឹងថ្លាបងប្អូនចា៎ចា៎រួចហើយនាងខ្ញុំស្រង់នៅស្លឹកត្រីដែលយើងបានបងនឹងចេញវិញណាចា៎ដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលស្លព្រោះស្លឹកត្រីរបស់យើងគឺបានចេញជាតិហើយចា៎បន្តមកនាងខ្ញុំបងនៅនងចូលដោយសារនងគឺជាបន្លែដែលឆាប់ឆ្អិនណាអញ្ចឹងហើយគឺយើងចាំបងក្រោយគេបងប្អូនចា៎បន្តមកទៀតគឺនាងខ្ញុំបងនៅសាច់ខ្ចៅបងប្អូនដែលយើងបានឆ្កឹះរួចហើយអបាញ់មិញនេះយើងឆ្កឹះហើយយើងលាងទឹកបន្តិចណាដើម្បីឲ្យជ្រះដីឲ្យស្អាតណាទឹកយើងយកមកបងក្នុងសម្លបងប្អូនចា៎ទឹកសម្លឲ្យពុះបន្តិចនាងខ្ញុំបងទីនិងស្លឹកបាសចូលណាបងប្អូនជាបន្លែបៃតងណាចា៎សម្រាប់សម្លសម្លក់នេះណាយើងកុំទុកឲ្យបន្លែឆ្អិនពេកចា៎បងប្អូនពីព្រោះនៅពេលដែលយើងបិទភ្លើងក៏ដោយក៏កម្ដៅនៅក្នុងទឹកសម្លធ្វើឲ្យបន្លែរបស់យើងនឹងរៀងឆ្អិនខ្លាំងពេកចា៎បងប្អូនហើយសម្លសម្លក់របស់ឆ្អិនបន្លែពេកគឺអត់ទៅឆ្ងាញ់ទេចាសម្លសម្លក់ខ្ចៅរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះបងប្អូនឆ្អិនហើយហើយបន្លែក៏នៅស្រស់ស្រស់ល្អទៀតផងចាដួសសម្លសម្លក់ក្តៅក្តៅក្លិនឈ្ងុយរសជាតិឆ្ងាញ់ជាមួយនឹងបន្លែចម្រុះពណ៌ចម្រុះនូវវីតាមីនជាមុខម្ហូបល្អបំផុតសម្រាប់សុខភាពនិងរាងកាយរបស់យើងចាចាប្រសិនបើបងប្អូនពេញចិត្តនឹងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាសូមជួយ Like និង Subscribe Channel របស់នាងខ្ញុំផងណាបងប្អូនចាប្រសិនបើបងប្អូនចង់រក្សារាងនិងសម្រស់គីឡូកុំភ្លេចធ្វើសម្លសម្លក់ញ៉ាំណាពិសេសហើយចំណាយអស់តិចទៀតផងពិសេសទៀតនៅពេលយើងបន្ថែមម្ទេសហឹរៗបែបនេះគឺឆ្ងាញ់លេខ1តែម្ដងជាពិសេសកុំភ្លេចមកជួបជាមួយនឹងអាដាណាផ្លាប់ដល់របបអាហារថ្ងៃនេះរៀងស្អាតនិងម្ដងនឹងថ្ងៃស្អែកទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនពីចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជម្រាបលាអរគុណ